Vâng, Nam Mô Di Đà Phật. Chân Hiếu xin chào cả nhà. Có biến rồi nhà, nguy to cả nhà ơi. Thì kính thưa cả nhà, thì hôm nay em cháu đã nhận được một cái thông tin tại ở dưới Tiền Giang gần đây là xuất hiện một cái siêu bão quý vị, cuốn sập mười mấy ngôi nhà luôn. Thì đây là cái thông tin cực kỳ hay, cực kỳ khẩn cấp luôn quý vị à. Rõ ràng thì quý vị biết đó, thì những cái lời tiên tri nó đang dần ứng hiện. Đó, một cái thông tin cực kỳ hay luôn mà rất là nhiều những anh em YouTube đã đưa lên. Thì ngày hôm nay Chân Hiếu cũng cập nhật cho quý vị. Thì những cái lời tiên tri của cái sư huynh mà thánh nhân tại thế đó là mới bước đầu sang đến tháng 7, tháng 8 là nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà đặc biệt là tháng 6 là cái tháng khởi đầu. Thì ngày hôm nay chúng ta đã bước qua tháng 6, tháng 7 rồi quý vị, chuẩn bị khởi đầu đó quý vị ơi. Cô chú anh chị em mình cực kỳ khẩn cấp để xem qua những cái hiện tượng này. Thì chúng ta phải gắng lo tu quý vị à. Bây giờ không còn tranh đấu, lợt quyền hay là giả làm bất kỳ một cái chuyện gì hết quý vị. Mà thầy cho biết đó là cờ đã thắt, còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi quý vị. Ăn con chốt tức là theo cái nghĩa nó là làm những cái việc nó không có đáng quý vị. Con chốt là cái con thí đi, cái con bỏ đi trong bàn cờ. Thì chúng ta phải kiếm cái cách nào là cờ nó đã thắt rồi, là cái màn ba này đâu quý vị, nó đã gần hết rồi, sắp đến cái cơn tận diệt rồi, mà chúng ta lại làm đi những cái chuyện bỏ đi. Những chuyện bỏ đi tức là nói xấu người khác nè, tính hơn thua giàu nghèo nè, rồi tranh quyền đoạt lợi nè. Đó là những cái việc mà nói chung là cái số vô thường chúng ta là nó không bao giờ nó tồn tại quý vị. Chỉ đưa cho chúng ta một cái khoảng thời gian ở đó thôi, mà khi nhắm mắt rồi thì hồn lìa khổ xác, quỷ vô thường dắt xuống im đình quý vị à. Thì chúng ta sống cái cuộc sống hiện tại đó, chúng ta không phải là thầy nói ấy, là những người tu hành mà nghèo hèn á thì Phật bỏ hay sao? Không phải là đến mai sau là được những người giàu sang này kia là cứu quý vị à. Những người thật sự có tu á mới được cứu, còn những người giàu sang hay bằng hèn hay bất kỳ những cái người nào thì Đức Thầy cũng cứu hết quý vị à. Thì ngày hôm nay đó thì em cháu muốn nói lên cho quý vị là một điều rằng chúng ta đừng có nên ăn con chốt nữa, tức là chúng ta phải gấp rút làm những cái việc đại sự, những cái việc lớn, chẳng hạn như là khuyên nhủ bà con cô bác chúng ta ngày hôm nay phải gắng lo tu. Tu cho chúng ta xong thì chúng ta phải khuyên nhủ và truyền tải những cái thông tin, chia sẻ được những cái đoạn video mà những cái gì mà chia sẻ thiên cơ đó để lên cho bà con cực kỳ khẩn cấp, khẩn trương lên để cho chúng ta gắng lo tu mới có thể cứu chúng ta kịp trong cái thời gian luật hội sắp tới đây. Thì ngày hôm nay Văn Hiếu sẽ cập nhật cho quý vị cái hình ảnh của tại Tiền Giang quý vị. Thì mấy anh em YouTube đã quay lên thì Văn Hiếu sẽ quay lên cho quý vị xem. Hiện tại bây giờ thì Huy đang có mặt tại đây là cây lại Tiền Giang á. Bên kia cũng sập hết cái nhà bên kia này kìa. Thì đây lúc này đây có mấy anh em lực lượng. Vâng, thì kính thưa cả nhà, thì cả nhà vừa coi đó, chỉ là một cái cơn gió lốc nhỏ thôi mà nó cuốn đi cả khoảng mười mấy cái nhà đó quý vị. Còn mai sau theo những cái lời tiên tri đó là mới mưa bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, nhân sanh khóc lóc chia lè. Quý vị thấy đó là những cái câu tiên tri nó dần dần ứng hiện chân đó quý vị à. Đó, mới mưa bão chỗ này miền Bắc miền Trung thì xảy ra động đất chỗ kia. Nó mới vừa mưa bão với Tiền Giang thôi, rồi động đất sạt lở ở dưới Hậu Giang, rồi ở bên Đồng Tháp này kia rất là nhiều luôn quý vị. Mấy anh em ta quay lên mình thấy. Đó, thì ngày hôm nay đây là những cái thông tin cực kỳ hay, cực kỳ khẩn cấp, Văn Hiếu muốn gửi gắm cho quý vị. Ngày hôm nay chúng ta phải tu quý vị à. Không có nói gì nữa hết trơn. Không có nói là hẹn mai hẹn mốt gì. Thầy nói là khuyên người gàn sớm thì xài lâu hư. Nó thì ngày hôm nay Đức Thầy mình đã về rồi. Thật sự Đức Thầy mình đã về rồi quý vị à. Thầy đang độ chúng ta, đang cứu chúng ta. Mà ngày hôm nay Văn Hiếu cũng đã cực kỳ có duyên, có một cái duyên sâu để đã gặp gỡ Đức Thầy. Chưa gặp ngoài đời thôi, nhưng mà đã gặp qua các cái phương tiện truyền thông này kia, mà cũng đã chừng được truyền bá được những cái sấm kinh giảng của thầy, được chia sẻ nhiều cái thông tin với thầy luôn quý vị à. Đây là một thông tin cực kỳ hay, cực kỳ khẩn cấp dành cho những bà con nào mà không tin rằng cái thiên cơ thời cuộc nó không có. Rồi thì cô chú anh chị em, tiếp theo đây thì Văn Hiếu sẽ phát lên một cái đoạn ghi âm mới nhất của sư huynh thánh nhân tại thế muốn truyền đạt những cái thông điệp cho quý vị trong cái từ đây cho đến cuối thu. Rồi mà cô chú anh chị em mình theo dõi. Nam Mô Di Đà Phật.
thu tháng 8 rồi tới thu tháng 8 bắt đầu vô, bắt tay vô là nhất là tháng 9, cuối thu là tháng 9. Cuối thu sang đến niên tầng nổ ba tiếng sấm sức thần qua linh. Hao sư huynh nói con nhận định con vào tháng 9 tháng 10 luôn. Rồi tháng 11 nữa ha. Mà tháng 11 khai thác sơn. Hễ mà khai thác sơn, những người đạo mà không tìm minh sư ha, để dòng dòng kinh doanh ha, rồi hốt tiền tán tiền ha, rồi tán danh lợi ha, dứt chiến này đá nó tán nó cũng chết. Tháng 11 đá nó tán à. Mà hỡi chút đi về đến đó lên làm gì, mà người mà có trí á, người mà có trí mà ở miền Thất Sơn á, vào bốn thẻ đó, từ từ người ta dọn người ta đi ra hết rồi, người ta tìm minh sư muốn chết rồi. Đâu cái chuyện này đâu phải chuyện bình thường, đâu phải mà ăn ở đây ăn mặc đâu phải hốt nữa, mà kỳ này kỳ tận diệt. Mà kỳ này kỳ sàn sấy lọc lừa, mà kỳ này tận diệt, mà không phải mà trụ một chỗ đó mà để kinh tế học trời, không có nuôi nó đâu, tạo mà không có nuôi đâu. Kỳ này kỳ tận diệt. Nay tận diệt lập lại cho lại không hết, chỉ là hốt cái đạo đức, hốt trí tuệ mà còn đâu, hốt trí huệ tân tiêu gì nữa. Con nhà bữa cửa nhỏ cũng tiêu hết mà. Sư huynh nghe với huynh Hiếu rồi nghe với chú rồi nghe thì cho gửi hết 30 triệu rồi cho mấy huynh để có cần gì sử dụng trước nữa sau này sử dụng mà. Ở đây cũng trả, tại vì chiếc xe này sửa lại là 13 triệu rưỡi rồi. Không, con nói là muốn xài gì là đưa cho ta rồi. Dạ. Ở đây vậy tới chùa cũng đủ chúng sanh Phật sự thôi. Rồi nữa sau này có gạo thóc hay gì để tới đó ủng hộ thực tế thì sư cơ con cho con ủng hộ thêm nữa. Như vậy á, đúng là con là đệ tử của tổ sư Minh Đăng. Dạ, Minh Quang, tổ sư Minh Quang là tiền thân là bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Con đệ tử sư tổ Minh Quang mà hàng ngày. Tôi nè, con hàng ngày. Thầy hàng ngày con đọc bài nè. Tưởng niệm đức tổ sư Minh Quang. Đòi đó gì nè, tự nhiên nói cứ quên, cũng như là tưởng niệm đức tổ sư vun trồng một cội bồ đề để cho trăm họ trở về đương thân là người hóa kiếp cố nhân, tìm đâu cho thấy quốc trăm phi phạm thế mà người hóa là kiếp cố nhân thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni đó là hóa kiếp mà bổn sư Thích Ca Mâu Ni rất là trẻ, rất là đẹp, nhìn hoài không chán, nhìn hoài không càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Còn đệ tử cuối cần nói chung mà đọc bốn cái câu đó tìm đâu ra thấy quá chân phi phạm là ngài đâu mình đâu còn thấy hết chân tiền thân là bốn sư Thích Ca là thái tử sư ta phải đúng thái rồi, tử không tổ sư Minh Quang là đẹp hết sức là đó. Tiền thân Đức Thích Ca dạ. Mà đúng là cũng là sư tổ Đạt Ma dạ, đúng rồi. Cũng là đức chúa Giê Xu cũng là đức Di Lạc Hạ Sanh. Cái thời gian tùy cái hoàn cảnh tùy cái giai đoạn cái gì đó cũng là ngày chị con không có chấp đâu con gửi huynh Hiếu sử dụng gì sử dụng cho con không có chấp ở bãi là theo cái này theo cái này không có mình đừng có ràng buộc ai chân á con là phải thông thả bỏ hết bây giờ bỏ luôn cái sao nếu mà cứ việc mà ăn ngủ như vậy là bỏ đúng thật rồi vậy đó nhưng mà hỏi cái đầu tiên mình xin dùng có giá trị không đúng rồi đó như chỗ thì có giá trị chữ vàng chữ chứ mình không có chấp ở điều tra đồng tiền này xài gì đúng không con da bụng cái đó có được sáng mà màu trắng không dòng lên nói bây giờ còn mới nói những cô này biết được lập tội giờ này biết được lắm nhiều người nói luôn cô này từ từ người nói gì anh hỏi đi đâu có biết bao nhiêu người sư phép hay đi sư sư phụ chắc mình muốn dạy cho chị mấy sư cô với lại vợ chủ yếu với lại cô đã lập đời thượng cổ đạo cao thâm tam quy tam giới quy nguyên định chẳng lầm chính pháp quần khai vô di lạc thôi đi cái phần của cô nó chậm chạp thôi cô cái gì cô nói đi. Bởi vậy để nó để thấy vậy đó thấy nó điềm tốt hay điềm xấu dạ Quỳnh A Di Đà Phật tiền này còn hơn là trâu với ngọc cô đã có ngọc rồi đó dạ. Còn hơn là châu với ngọc nữa, gọi là cũng như mũi á, nằm bên là điển vô vi, nằm bên chánh pháp vô vi. Chứ nếu mà chánh pháp vô vi thì nó không có hình tướng, nó không có lọt vào nhân đạo, thiên đạo, thánh đạo và Phật đạo, mà có thể vô vi có thể hiểu biết kỳ này là kỳ vua đạo ra được. Ở gì nha con sư huynh con gặp con này là Phật Quảng Âm cho con gặp để trợ duyên cho con á chắc con không biết chạy xe không biết gì chứ tình cờ gặp con trong lòng là để chỉ có một duy nhất một thôi tuy không nói ra nhưng mà hành có cuốn sách độc thân ăn cho chữ thôi làm bất cứ điều gì có sẵn ở trong người rồi sẵn đó thì làm chứ không hứa trước điều gì hết và không nói điều gì hết gặp bên vô gì dạ để mình gặp được vua đạo là trên hết. Dạ. Nếu muội mà gặp được huynh đây là nói chung hết.
trên, dưới một người mà trên cả tới thiên hạ vậy đó. Đại biểu, đúng là nhân viên quá lớn. Nói với hai cô này, phải thử giáo hòa hảo, tín đồ giáo hòa hảo biết trung trình dẫn điện, dạ, đúng không gấp. Mơ luôn luôn cái nguyện vọng luôn, gặp thầy như vậy thầy đi chứ còn không hay, thầy đi chứ còn không hay, chỉ biết chút chút gì thôi, dù gì là được rồi. Dạ, chỉ có những phần nào có dù gì mới nhận. Dạ, hai nữa là họ thiết, họ nói pháp, họ nói pháp cũ không à. Dạ, pháp ma là kêu bằng lỗi thời là lỗi hẹn nè, pháp nó đã qua rồi. Dạ, họ không chuyển lại pháp một pháp mới. Dạ, chứ hai nữa họ nói về pháp tử nhiều chứ không có nói mà pháp nào tồn tại cái thân. Dạ, huynh nói chính xác. Dạ, để mình tu là phải thực tế, sát lý chút tay nghe mắt thấy đã đụng, mình phải cứu cả bản thân của mình. Dạ, mà bản thân của mình còn sanh lão bệnh tử, lôi đầu chấn cổ á, đè ném rồi, như vậy là đâu phải là đạo. Cái người ta không tu thì người ta bị sanh lão bệnh tử, nó đưa rước là cái đó là một cái số vốn lớn từ xưa tới nay. Mà mình cầm chén cơm chay, mình đã gặp được kinh sấm kệ đó, mà trái ngược lại còn nằm trong sanh lão bệnh tử, nó còn kéo la kéo lết rồi, như vậy tàn tạ thể xác, như vậy cái thân tàn thì ma phải, hồn ma phải dạy. Yeah, hồn ma dạy. Yeah, tu làm sao đừng để cho thân tàn. Yeah, mà tuổi càng cao nha, trí huệ đi ngược dòng đời, mà tuổi càng cao thân mình càng trẻ, càng khỏe, càng mạnh. Yeah, càng lớn tuổi mà càng trẻ, càng khỏe, càng đẹp, như vậy mấy đó là chánh đạo vô vi. Còn mà tuổi càng cao mà cái thân đó, như cái tâm tả đó, cái thân bệnh tới bệnh lui, cái đó gọi là báo. Tại sao mà gọi những người tu nửa chừng không chánh pháp mà lại, tại sao mà cầu nguyện đi về Tây Phương? Đông huynh nói như vậy, hai muội nghĩ coi như thế nào. Như vậy để mình mượn công của huynh đệ đó, mượn công của các nhà sư, hay là mượn công của tín đồ Phật giáo bảo đưa mình lên Tây Phương mà về được không? Như vậy mình mượn công mình phải trở lại luân hồi để cho huynh đệ như vậy tiễn đi, rồi mình cũng phải huynh đệ nào mà già bệnh sa tử cũng tiễn đi nữa thì đâu có về Tây Phương được. Mà về cõi Tây Phương làm cái gì? Mà cõi Tây Phương thật quá cho xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí mình, tìm trong cái trí mình à. Đó, giờ huynh biết không, con nghe clip của huynh đó, con gửi cho người tu không à, người tu xuất gia cho trường mấy chục năm gửi không ai tin hết chứ. Đặng có gì á kia, đặng con rủ đặng mà đi về chỗ hẻo lánh giặt miên đó, không ai tin theo chứ. À, sắp thôi giờ đi lên đường mình làm là ít như vậy có phải có giá trị. Dạ, gặp người nó cứ nói không ai tin, để nói không ai tin cho mình thấy vậy. 7/8 để nghe là nói là tháng 8 nửa chân là nửa chân là gọi là thu. Dạ dạ, nửa chân là có chuyện là tháng 8 là thằng gà. Gà kia chấp cánh chập trùng bay. Dạ, mà thu tháng 8 nhật đêm mê á. Quỳnh là đúng không Quỳnh? Hay thất nhật đêm mê trước hả? Có thể, nhưng mà cái mạnh nhất á, nó dồn từ tháng 7 tháng 8. Có thể thiên cơ á, mỗi phút mỗi giây có thể nó dồn lại tháng 9. Dạ, vậy là thất nhật đêm mê trước rồi mới tới là thất nhật đêm mê không? Sao hả? Thất nhật đêm mê âm thinh một tiếng. Dạ, là có thể thất nhật đêm mê là 7 ngày. Dạ, 7 là 7 ngày. Thất nhật đêm mê là ép cái bầu trái đất đó. Dạ, đó là kêu bằng á, là bị thiên tai đất đó. Rồi chứ hai nữa nước này kiến nó nhiều quá, chứ hai nữa dân chúng á, mỗi một người dân, mỗi một người thôi, mỗi một vị thôi mà không có tu hành là ép bầu trái đất. Rồi nhiều người như vậy mà nhiều người tu cũng là không biết lưu thanh cư trượt, thành ra ép luôn cái bầu trái đất. Thì mình theo Phật làm sao mình không hào quang cho Phật chiếu phá muôn ngàn bệnh, tại sao mình không nhận được cái lần điển để chiếu phá muôn ngàn chứng bệnh? Hễ giàu có tiền cỡ nào, nếu mà bậc đại gia giàu sang phú quý từ xưa nay toàn thế giới như vậy, thuốc Nam thuốc Tây thuốc Bắc người ta đâu có thấy già, người ta chết người ta khô máu chị ạ, cũng thuốc đầy đủ cũng phải chết mà thôi. Dạ, mà chỉ có chút xíu lấy được cái nguồn chân điển. Dạ, đúng rồi đó, lấy được cái nguồn chân điển mà chiếu vào chiếu phá muôn ngàn bệnh, hào quang cho Phật chiếu phá muôn ngàn bệnh. Dạ, mới nói đạo pháp, đạo kêu bạn nói đúng là đạo pháp phải tìm cái không mới có. Dạ, đúng rồi. Tìm cái không. Dạ, càng tu làm sao kết quả cho mình trẻ khỏe mạnh, kết quả để cứu bản thân mình, đó là thực tế là đạo. Với con nằm ba thấy vậy nữa là huynh nằm ba thấy dí ha, con với 4-5 con người tu nha, đứng nhà đợi ngóng là đang hô chạy đi đâu đó, hô cũng như là chạy lánh nạn đó,
nói chung là vậy luôn đó. Đứng 4-5 con cuối cùng á là xe tấp lại rước 15 con à, mấy con kia bỏ lại rước 15 con à, cái nằm trên bao nha, rước đi chạy cái con giấc mơ con nằm bao á, thế dưới là tới đó có thả con xuống, thả xuống con nhìn ngát rồi con nhìn không có gì mà sao thấy lạ, cảnh lạ hết. Cái cơ mới hỏi thấy cái cô đó cũng quét trong chùa vậy nè, cái hỏi cô ơi, ở đây là ở đâu vậy cô, cô nói ở đây là cái chùa à, chùa cư sĩ, cô nói cô ơi ở đây là chùa cư sĩ, cái nói ủa vậy là đưa mình tới chùa cư sĩ, cái ngồi xuống thấy ngơ ngác nói chùa cư sĩ vậy đó, cái thế với cái có ông thầy đó, ông thầy giống như huynh vậy nè, cũng nói thiệt luôn nha, là cũng còn tóc còn người đời nè, cái kêu tụ tập lại nghe thuyết giảng thuyết trình, cái con nằm trên bao mà cái hôi lên thuyết trình, cái con ngồi con nghe trời giảng hay quá đang nghe mê với cái ông thầy thuyết trình diễn viên á, nằm trên bao con kể trên bao thôi, nói thôi giờ mà tôi có công chuyện đi gấp rồi giải tán, rồi con nói trời đang nghe hay quá rồi giải tán rồi. Giật mình thức dậy đó. Con nói ủa sao mà dẫn con đi mà đi vô chùa cư sĩ, mà con là người tu khắc sĩ mà dẫn con vô chùa cư sĩ. Thì đó cái nhân viên của cô là sẽ gặp bên giới cư sĩ tại gia. Tại vì á, cư sĩ tại gia có đặc biệt. Thời buổi này nó khó, đúng cái tiếng âm thanh của tôi á là nó không phải bình thường như vậy. A Di Đà Phật, thiện tài, đúng là âm thanh. Đúng rồi đó, nằm tiếng âm thanh là đúng là gì? Giác có giống của chú rồi huynh luôn đó. Nếu mà nói cầu tiếng này như vậy, người ta khó nghe, người Phật tử khó nghe. Những thành ra phải trở lại bình thường. Nghe chịu nổi, nghe cái quay lực này chịu nổi. Thành ra Phật Bạn Âm là mất cho con biết vậy luôn đó. Cái quay lực chịu nổi. Chuyện gì con đi tu đó giờ mấy chục năm Phật Bạn Âm hướng dẫn từ bước đi. Cái chuyện gì tôi cũng nói với cô Hạnh nghe. Cô Hạnh là ông như Phật Bạn Âm chỉ đặng là trợ lực cho con thôi. Cậu tỏ ra cái tiếng âm thanh là sư tử lắm đó. Dạ. Thuốc ngỏ chịu nghe, cập luôn chạy nghe chắc chúng ta không hiểu dạ. Bự mới chịu mới nổi. Cái con nói ủa sao mình tu khắc sĩ mà tin là toàn gặp chùa cư sĩ dưới mầm gì đó, gặp bên Đức Thầy đâu không hả? Đức Thầy và Tổ sư Minh Đăng Hoàng chỉ là có một mà thôi. Dạ, một Phật A Di Đà Phật. Ấy cũng là cơ thể thất sư cô, bây giờ tất cả các sư cô sư thầy rồi tưởng là ta đầu tròn dây vuông nói gì nhộng hết trơn, đầu tròn dây vuông ngon truyền thụ một cách, nhưng mà thầy lộn lại đi lộn vào độ cái tất cư sĩ tại gia không dìu dắt tất cư sĩ tại gia, mà ai chê cư sĩ tại gia là rớt hết trơn, nói thằng tôn trọng cư sĩ tại gia, tôi cư sĩ tại gia vừa làm vừa ăn không thọ của bá tánh bá gia, nhưng mà trở lại là cận kề sư phụ nhà, trở lại từ ở bậc cũ nó đi lên tất cả học ý mình cao học trình độ hiểu biết sâu rộng rước hết trơn cái chữ đó với con kể mình nghe với con hiếu rồi nghe lọt vào cái chữ nhân ngã liền dạ, nhưng kể mình nghe với con hiếu rồi nghe là con nằm ba thế giới vậy nữa nè, biết có kể thằng nghe chưa, thế giới nằm ba thế giới là như sư cô có bên đây là khắc sĩ nha, ngồi đông lắm, hai dãy vậy nè, khắc sĩ áo vàng đúng vậy luôn nè, hai hàng luôn, rồi thấy hôn mà thọ thực che tăng để tăng có một tử để bị thơ gì nè, nhưng mà sư cô không có ngồi bên hàng bên đó, sư cô cũng khắc sĩ là tu rồi tránh rồi đệ tử Phật đàng hoàng mà sư cô sao không có tập trung đó, mà tập trung đây ngồi bên đây của Phật tử không à, mà sư cô ngồi bên Phật tử ngồi ăn cơm rồi chung với Phật tử, mà sư cô là người tu chính thức sao không thọ chư tăng đây Phật tử là để bị thơ thì sao mà con ngồi bên đây bên hàng Phật tử. Con nói ủa sao nghĩ ra nằm trên bao thế giới là kỳ, mình tu sao mình không vô ngồi băng với hàng xuất gia mình ngồi chung Phật tử nằm bao giật mình thức dậy á. Mà cái có vậy nữa nè, các vị mà nhà sư bây giờ để mình cao học về thầy của các nhà trở lại chính là Di Lặc hay sanh sanh là trẻ trở lại trước sinh đâu có già đâu, gốt cuộc lại kinh khi cái vị thầy của tất cư sĩ tại gia này gốt cuộc không ngờ là thầy của mình họ trở lại muốn khảo sát mình mới được, mà nếu người ta thật câu thì không có bị đụng chạm, còn nếu giả câu thì bị ngại xem thấy biết cái chân lộn con nghe, loại cái cảnh đó là Phật Bà Quan Âm chỉ con á là phải kêu tập trung vô hàng cư sĩ đó. Đừng có qua bằng cứ bằng khắc sĩ đó. Phật Bà Quan Âm chỉ con đó là cái nó là vậy đó, A Di Đà Phật dạ, mất Phật, tại vì Phật Bà Quan Âm chỉ cơ cho con không à, nhưng mà con nhận ra nè cô nên biết ha, để con chỉ điểm nữa, bởi vì mình á cái gì mà chân mấy người tu á đầu chọn nghe vô á thì ý mình có học cái này đâu là cái từ cái chung nha, còn những cái thằng
ở thai gia nhiều khi người ta thấy hiện tại không có nhưng mà tiền căn người ta có, buộc lòng các trở lại là trở lại cái thức tiền căn thượng căn thượng chiến nó bớt ngang nặng nhận rồi đó. Còn... À, dưới nằm ba thấy điểm này nữa là xuân cái em nó có hạnh đó, chuyện nào là con cũng nói thằng Hạnh nó biết hết trơn á. Nằm ba thế dưới gì nè, thế dưới con á kêu con đi đi chỗ đó tập trung đông lắm, cái giờ ta gỡ tập trung cái cũng như vậy nè, cũng rộng vậy nè, cái trải chiếu cái tối rồi, cái con mới nói thôi giờ huynh đệ nằm lại đây ngủ đi, lăn lóc ở đây ngủ đi, cái dĩa thế nhưng cái bà nó nói nè, ở đây lâu lắm phải kiếm chỗ ngủ rồi có nơi chỗ ổn định đàng hoàng, ở lâu lắm chứ không phải mau đâu mà ngủ lang thang vậy. Nằm bao nhắc con vậy đó. Cái chánh pháp à? Đạo pháp vô vi ẩn không bài, nay đến thời kỳ mới quá khai. Đường chân đạo trong không mà có pháp chánh truyền thì có quá không. Làm sao giữ được bụi hồng để tâm thanh tịnh để lòng tự nhiên. Thứ vật chất hiện tiền thấy đó, mà vật sắc bài tuy có quá không. Không không sắc, không màu, không tước, không hình, không tượng, không phe phan mình, không cầu lợi cầu danh, không làm thì tà khúc hại đời, chứ không làm đặng để yên trong lòng, để tâm không Phật trời bạn bổ, người tu hành chớ khá bỏ không. Về muốn đắc đạo phải về con số không, dầu cho mình học bao nhiêu Phật pháp, mình trở lại con số không nó được thanh tịnh, nó mới sáng suốt, tiếp rước được nguồn sóng điện, sóng điển của điên của khùng, của Đức Di Lạc hạ sanh, sanh là trẻ. Đúng rồi đó, của hổng con cũng nằm ba thế giới Phật bà ngâm nói con vậy nè, con ơi về Phật hai bàn tay trắng nha con, không có gì hết trơn nha con, bỏ hết nha con, cái qua về bữa sau đó chuẩn bị sắp xếp về bộ đồ đi, kêu là đi liền, kêu là đi liền mà hối thúc và nằm nhiều đêm lắm mà đêm nào con cũng nói như Hạnh nha vậy chứ đó. Nhận điện của nhận điện dạ, dạ. Tại vì bên bên hắc sĩ nhưng phải làm theo của nó, ý kiến của nó, thành ra mất đi cái vô vi của mình, mất đi thiêng liêng, đầu óc thiêng liêng là của mình. Mừng cho Phật tử. A Di Đà Phật, lành thai, lành thai. Nhận được âm thanh có gì nào? Chính Đức Di Lặc á. Đức Di Lặc cười. Di Lặc cái hay cười miệng nhà nó hẳn ngã lăng. Chỉ có nụ cười đó, chỉ có Đức Di Lặc trên đời có một không hai. Thiên thủ thiên nhãn thiên ngã độc tôn. Dạ. Thưa thưa sư huynh, con có nói với Hạnh nghe vậy nữa nè, không phải nhà Hạnh, con nói rằng Hạnh ơi, cái vô cái huynh này cười cái giọng cười này lạ lắm Hạnh ơi, cái dạ cười này, trần gian này không có giọng cười dễ Hạnh ơi, con nói với Hạnh vậy đó, cái người mà buồn phiền não thiếu nợ đời sao có giọng cười được như vậy, con nói với Hạnh vậy luôn. Hạnh nhớ không, nhớ không, nói Hạnh không, nói huynh này có cái giọng cười lạ lắm Hạnh ơi, trò nhận ra đó Hạnh ơi. Cái giọng cười trần gian này hiếm có rồi đó. Còn con nhận tự nhiên sao con nhận định con vậy đó. Dưới lại nét mặt cũng là phi thường. Dạ. Ví dụ ở Phật độ cho con được gặp huynh đó, với huynh Hiếu rồi, với Phật tử rồi đây. Như là con một cha, gắn xứng nhau con về Phật. Chứ giờ... Dạ, dắt lẫn nhau. Dạ, dắt nhau về Phật. A Di Đà Phật. Biết thôi, mình biết thôi. Dạ, để con nói nha, nói sư huynh. Không sao, cứ khỏe càng đẹp. Người ta nhìn hoài không chán, khỏi cần phấn son. Dọn bề trong trong sạch tiên tự nhiên lộ ra bên ngoài, lộ ra nét mặt mình. Vì Phật thánh tiên hào quang đều ở trong tỷ trong xương trong máu, mình phải thanh lọc cơ thể ra. Chứ nó không nằm ngoài cảnh cỡ Tây phương mình cũng không có được vô được. Tại vì á, Tây phương lộng lẫy rất là đẹp, nhưng mà ngược mình muốn đạt cõi Tây phương, Phật ở Tây phương thiệt quá thì sao? Phải tìm kiếm ở trong não trí. Dạ đúng rồi. Hay quá. Ở trong não trí. Dạ. Nhưng mà được đó. Đi đến là cuối cùng được não trí là thân của mình. Mình càng tu càng trẻ càng khỏe càng đẹp, nhất là lớn tuổi nó không tổ đầu mồi, không bệnh hoạn, thân tứ đại không hôi tanh, đó là quả vị mình đã đắc. Quả vị mình đã đắc. Con phải con tại sư huynh nói nhiều cái sư con mới nói là tu hồi mùng 1 tuổi là con ăn cho chuyện tháng 10 ngày.
11 tuổi thôi nha, tháng 10 ngày. Cái tới 17 tuổi cái con ở Úc trong gia đình cha mẹ con ở Úc trong gia đình nữa nhất. Cái đợi gia đình ngủ hết lúc 17 tuổi thôi. Cái con đã thắp nhang bạn Thiên á, tại với nhà con trong quê mà tránh túng ở quê luôn có bạn Thiên. Cái con thắp ba cây nhang. Gà bạn Thiên con gái về Phật độ cho con cho trường luôn chứ ăn gian tháng 10 ngày đến tới cũng đưa lộn xộn hoài. Cái gà bạn Thiên con gái là con ăn cho trường luôn 17 tuổi. 17 tuổi là đi chùa con quả đi ta bà ha. Tới 19 tuổi là đi xuất gia ở chùa luôn. Xuất gia ở chùa luôn á. Rồi đi tu 30 mấy năm mới về quê các cái cấp đó. Đó là cuộc đời con đi tu làm cũng như là Phật hiến con thôi đó rồi cái chủ. Rồi nằm trên bao cái giấy Phật bà con năm á dẫn con đi thấy người ta chạy qua lộn xộn vậy nè, lộn xộn lo sao con cũng chạy nữa. Thấy cái bà đó bà nắm tay con. Bà nắm tay con, bà nói theo tôi an toàn. Cái nắm lôi mà con qua con sông mà lôi mà nó hướng lên nha. Bà đi qua đây là trúng rồi đó. Đi tìm mà chánh đạo vô chi. Chân dung còn lộ ông Quỳnh á. Dạ. Cái này chân dung mới. Dạ. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đúng rồi đó. Nhìn cả thế giới ai nhìn là vô là biết liền nếu người có thâm linh. Dạ. Cái lội con qua con sông mà lo hướng lên nha, an toàn. Cái thế giới còn cũng lội xong. Dạ đúng rồi đó. Giống như thầy. Cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái lội con lội xong á mà cái sông im re, cái con suy nghĩ nó chèn ngôi lội kiểu này lội xuống sông thiệt dẹt nước xong đi nó chèn mà nước sông im re đi xuống sông chuyến này mà có con cá sấu nuốt chắc chết. Tổ sư Minh Đăng Quang chân dung cậu đó. Lộ ra tổ sư Minh Đăng Quang. Con cũng có nhân viên tổ sư đệ tử tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư Minh Đăng Quang nè. Bởi vì nhiều vậy đó con đệ tử của tổ sư Minh Đăng Quang đó bên hắc sĩ ha. Nhưng mà gặp cậu rồi á là có này đệ tử nè, mà trong khi đó chợ này lên nè, bước lên chút xíu nè, 4-5 ông mà lớn tuổi mà cậu mặc đồ bình thường mà quỳ xuống lại giữa chợ làm cho Phật giáo hòa hảo người ta ngỡ ngàng hết. Rồi người ta mới nói ông, tôi xin lỗi cậu có bao nhiêu tuổi mà ông sư này đáng cha đáng mẹ của ông mà tại sao quỳ lại ông. Ở đây nó mấy chú phải nhìn lại, tôi không ép, người ta có trí huệ ha, người ta có trí tuệ, người ta có vô tư, người ta có từ bi khỉ sản, người ta không có chấp pháp, người ta nhìn tôi sao, tại sao mấy chú không lại mấy chú, lại sao mấy chú nhìn lại bộ phận mấy chú đi. Rồi mấy ông cần nên biết và không biết mấy hỏi mấy ông nhà sư này. Có thằng Quật Kháng Hòa Hảo nó hỏi cho tôi có mắc mới gì mấy ông, thầy tôi thì tôi nhìn, thầy tôi là tôi quyền là tôi lại tôi kính. Mấy ông tin không, không quyền mấy ông tin đâu, mấy ông quyền của ông, thầy của ông là khác còn thầy tôi là khác. Tổ sư Minh Đăng Quang im gù mấy hòa hảo cả 200 mấy chục người mắc cỡ ngay trong cái ngày đó là cái làm như là đám vũ vậy. Không, Phật thì đức thầy nghe mà Phật hiện ra nhiều hình tướng á, như tổ sư Minh Đăng Quang nhiều khi đức thầy cũng hiện luôn đó. Thì đức ông đức Quỳnh Sai. Dạ. Tổ sư Minh Đăng Quang là đức thầy, đức gì là cái sanh ra trời. Dạ. Trải qua nhiều cái lần nhiều đại một tiếng, nhiều lần xuống mẫu lần xuống là cắt nó khác. Dạ, như vậy là mình càng tu thì càng trẻ nha. Còn cái người đời á thì người ta già, cái vốn mình không nói, mà người đạo đi chật nghiệp là phải diệt sát. Cái sư huynh nha, cái con đi tu hồi một mấy tuổi tới giờ nè, cái mấy sư cô á nói ủa con ngon quá mày tu làm sao mà tới giờ tao thấy mày không già hoài, thấy nhẹ hoài. Mấy cổ nói vậy đó. Cái này là cái kính nha.